Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm. Xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có gần 142 hectare trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản. Thành phố Nam Định có 99,78% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Phong trào chống rác thải nhựa tại chi hội phụ nữ Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Ám ảnh nhà vệ sinh bệnh viện. Hải Dương còn nhiều xe tự chế hoạt động trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện rà soát được 145 sản phẩm chủ lực có thế mạnh của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh ta đã đánh giá và chọn lọc 72 sản phẩm chủ lực độc đáo mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương để hỗ trợ phát triển theo chương trình OCOP. Cụ thể, huyện Khoái Châu có 22 sản phẩm, huyện Kim Động 21 sản phẩm, thành phố Hưng Yên có 19 sản phẩm. Các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang, Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, bình quân mỗi huyện có từ 10 đến 14 sản phẩm. Các sản phẩm được chọn lọc chủ yếu thuộc 5 nhóm dịch vụ chính như thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải may mặc và nội thất, lưu niệm. Mục đích thực hiện chương trình OCOP là nhằm phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn các tổ chức sản xuất với sản phẩm, phát huy lợi thế thế mạnh của địa phương, đưa nông dân chủ động hội nhập và tiếp cận kinh tế thị trường, góp phần nâng cao chất lượng chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Phát huy vai trò cầu nối, giúp thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Thời gian qua, các cấp hội đoàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, giúp thanh niên phát triển kinh tế. Để làm tốt công tác này, hàng năm các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các cấp các ngành, tích cực tham mưu với tỉnh các nội dung liên quan đến chế độ chính sách, tuyên truyền khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của đoàn viên thanh niên. Phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các doanh nghiệp, trường nghề mở các lớp đào tạo nghề, lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình kinh tế tập thể cho hàng nghìn đoàn viên thanh niên, duy trì có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Hiện toàn tỉnh có 156 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, thu hút trên 1.800 thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn còn chủ động phối hợp với ngành liên quan, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền giới thiệu việc làm cho thanh niên, tổ chức sàn giao dịch việc làm. Kết quả từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có trên 48.000 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, trên 12.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, trên 450 thanh niên được tổ chức đoàn hội tư vấn xuất khẩu lao động. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 228 tỷ đồng cho trên 4.100 hộ gia đình vay vốn tại 232 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2003 đến nay, xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có gần 142 hectare trồng lúa kém hiệu quả được chuyển đổi. Trong đó, diện tích chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản là 99 hectare, với đối tượng nuôi chủ yếu là cá siêu hồng, xen canh một số loại cá truyền thống như cá chép, cá chấm. Hàng năm, năng suất nuôi trồng thủy sản của xã Hải Châu ước đạt từ 12 tấn đến 13 tấn trên 1 hectare. Gia đình ông Phạm Văn Chính ở thôn Phú Lễ, xã Hải Châu, huyện Hải Hậu là một trong 10 hộ đầu tiên của xã đưa cá diêu hồng vào nuôi thử nghiệm. Ông Chính cho biết, thời gian đầu, các hộ nuôi gặp không ít khó khăn về vốn, kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cá. Tuy nhiên, ngay trong năm đầu tiên thu hoạch, cá diêu hồng đã cho hiệu quả cao gấp từ 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Với mong muốn sản xuất thực phẩm sạch, gắn với bảo vệ môi trường, gia đình ông Phạm Văn Chính cùng nhiều hộ trên địa bàn xã Hải Châu đã thực hiện mô hình nuôi cá diêu hồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chúng tôi vào cái chương trình Việt Giáp muốn để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm của Việt Giáp để mà đảm bảo được cái hàng hóa đi xuất khẩu được, để đảm bảo được chất lượng của giá trị cái thu nhập hàng năm. Đối với năng suất thì như vậy là chúng tôi đạt từ như vậy là 12 đến 13 tấn trên 1 hecta. Giá trị thì nó phụ thuộc vào như vậy là giá cá của từng năm. Cái này thì có những năm thì như vậy là nó đạt tới 500 triệu đồng trên hecta. Hiệu quả từ việc áp dụng đúng quy trình sản xuất của Việt Gáp đã góp phần giúp các hộ nuôi trồng thủy sản giảm chi phí, tỷ lệ hao hụt giảm đáng kể, năng suất cao hơn so với nuôi theo hình thức truyền thống.
Dù chỉ nuôi một vụ trong năm, nhưng mỗi năm xã Hải Châu thu hoạch trên 600 tấn cá diêu hồng và cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Con cá diêu hồng đã trở thành đối tượng nuôi triển vọng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nuôi thủy sản của xã Hải Châu. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng cho địa phương nào cải tạo xây dựng ao bơi cho trẻ em. Đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình ao bơi an toàn, sạch sẽ, phục vụ miễn phí cho thiếu niên nhi đồng, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn đuối nước. Năm 2016, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ là một trong hai địa phương đầu tiên của huyện Phù Cừ tiến hành cải tạo ao bơi cho trẻ em. Với kinh phí 250 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện và ngân sách địa phương, xã đã cải tạo một hồ nước rộng trên 500 m2 trước cổng ủy ban xã để làm địa điểm cho trẻ em đến tập bơi. Đoàn thanh niên xã chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn và xử lý nước ở khu vực ao bơi. Người dân trong xã có ý thức không xả rác, không rửa đồ đạc ở ao bơi. Sau 4 năm hoạt động, ao bơi xã Nhật Quang đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cháu hàng ngày cháu đến ao bơi của xã bơi, cháu đã biết bơi ạ. Nước rất là sạch và trong ạ. Cháu rất là thích thú ạ. Trước đây thì khi chưa có ao bơi thì nhiều các cháu nhỏ, nhất là các cháu mà tiểu học thì nhiều các cháu chưa biết bơi, và đặc biệt các cháu trung học cơ sở. Thế nhưng mà các cháu lớn cái độ tuổi 13, 15 cũng chưa biết bơi. Thế nhưng mà từ khi có cái ao bơi này thì cũng nhiều cháu, tôi thấy là nhiều cháu đã biết bơi. Thị trấn Trần Cao đang tiến hành xây dựng cải tạo hai ao bơi ở thôn Cao Xá và Trần Thượng với tổng kinh phí là 1 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn bán đấu giá đất giãn dân của thị trấn và huyện hỗ trợ 50 triệu đồng một ao bơi. Dự kiến hai ao bơi này sẽ hoàn thành và hoạt động vào tháng 7 tới, phục vụ miễn phí người dân. Chính quyền địa phương mong muốn sẽ khắc phục được tình trạng thiếu sân chơi ao bơi vốn đang là vấn đề nóng trong mỗi dịp hè ở thị trấn Trần Cao. Thì phải trang bị cho các cháu cái kiến thức, các cháu biết bơi và tự cứu mình. Chính từ nhận thức đó thì thị trấn, cấp ủy chính quyền thị trấn chúng tôi là quyết tâm là xây dựng cái ao bơi cho các cháu thanh thiếu niên trong độ tuổi để các cháu như vậy là làm quen với môi trường nước và biết bơi để chống cái đuối nước. Tính đến nay, huyện Phù Cừ đã cải tạo được 7 ao bơi ở 6 xã thị trấn là Nhật Quang, Nguyên Hòa, Minh Tiến, Đình Cao, Tống Phan và thị trấn Trần Cao. Cùng với đó là 2 bể bơi ở thị trấn Trần Cao và ở xã Tam Đa. Những ao bơi, bể bơi này đã phát huy hiệu quả trong việc phổ cập bơi, ngày càng có nhiều trẻ em biết bơi. Số lượng trẻ tử vong do đuối nước giảm qua từng năm. Ở 8 xã còn lại chưa có ao bơi. Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ giao cho huyện đoàn ra soát, lập phương án hỗ trợ kết hợp cùng chính quyền xã cải tạo, phấn đấu đến năm 2022, tất cả các địa phương trong huyện đều có một ao bơi an toàn cho trẻ em học bơi. Mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Vì vậy, việc trang bị cho trẻ những kỹ năng, biện pháp cần thiết để phòng chống đuối nước không chỉ là trách nhiệm của gia đình và ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng xã hội. Qua đó hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh xảy ra từ 20 đến 28 vụ tai nạn đuối nước ở trẻ. Theo các chuyên gia, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu chiếm 50% tỷ lệ tử vong ở trẻ em bị tai nạn thương tích. Trong đó nhóm tuổi chiếm tỷ lệ tử vong cao từ 5 đến 14 tuổi. Nguyên nhân chính của những vụ đuối nước thương tâm là do trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhưng bên cạnh đó, nguyên nhân quan trọng không kém đó là do nhận thức của gia đình, cộng đồng xã hội về nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em còn hạn chế. Thiếu sự giám sát của cha mẹ, người chăm sóc và môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em. Cùng với tăng cường chỉ đạo hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ, các cấp ngành địa phương cũng cần tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, quản lý chặt chẽ các bể bơi được đầu tư xây dựng để có biện pháp phòng ngừa để trẻ em có mùa hè an toàn, lành mạnh và vui tươi. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, năm học 2018-2019, thành phố Nam Định là địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cao nhất trong toàn tỉnh với 99,78%.
Ngay từ đầu năm học 2018-2019, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc học sinh sinh viên và củng cố mạng lưới y tế học đường. Bảo hiểm xã hội thành phố cấp thẻ kịp thời cho học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Với các biện pháp hiệu quả, năm học 2018-2019, thành phố Nam Định có 62 trên 65 trường học đạt 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Hai trường tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95 đến 99,9%. Một trường có học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt dưới 80%. Nhận thức tác hại của việc sử dụng túi ni lông và việc xả thải rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Chi hội phụ nữ khu phố Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, dù nhỏ bé nhưng đã mang lại ý nghĩa lớn đối với hạn chế sử dụng túi ni lông và tránh xả thải rác thải nhựa ra môi trường. Bà Bùi Thị Oanh, khu phố Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, làm nghề muối dưa cà đã 20 năm, được tuyên truyền về tác hại của sử dụng túi ni lông và hộp nhựa khi đựng thực phẩm. Năm nay, bà đã chuyển đổi sang sử dụng vại sành và lọ thủy tinh để muối dưa cà thay vì dùng hộp nhựa. Cùng với đó, bà Oanh cũng động viên bà con xung quanh mang bát, hộp thủy tinh khi đi mua dưa cà, không sử dụng túi ni lông hay hộp nhựa. Tôi là coi như là cũng mọi động viên mọi người xung quanh đây là coi như là cứ đến bữa ăn ấy thì mang bát sang mua cho nó tiện và nó sạch. Thế là vừa đảm bảo sức khỏe, vừa đảm bảo môi trường. Câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni lông của khu phố Nguyễn Trãi được thành lập từ hơn chục năm nay và duy trì hoạt động tốt. Ban đầu chỉ có 60 thành viên, đến nay đã có trên 100 thành viên tham gia. Để hạn chế việc sử dụng túi ni lông, 100% hội viên được phát làn và dùng làn đi chợ. Số thực phẩm dùng túi ni lông đựng rất hạn chế. Thực tế cho thấy, một chiếc làn có thể tái sử dụng qua nhiều năm. Bên cạnh đó, các hội viên thực hiện phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình giữa rác hữu cơ và rác vô cơ. Tôi đã vận động chị em phụ nữ là và hội viên trong chi hội là thực hiện là đi chợ mang làn cũng hạn chế sử dụng túi ni lông. Vì túi ni lông thì quá trình thì nó phân hủy rất là lâu, cho nên là cứ tích vào như vậy thì nó sẽ trở thành những cái đống rác thải rất lớn ảnh hưởng đến môi trường. Từ việc làm nhỏ của mỗi cá nhân đến sự đồng thuận của cả chi hội phụ nữ khu phố, nên việc hạn chế sử dụng túi ni lông và phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình đã giúp cho khu phố Nguyễn Trãi ngày một văn minh, sạch đẹp, là một hành động đẹp trong phong trào chống rác thải nhựa mà cả nước đang phát động thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Y tế từng phát biểu rằng nhà vệ sinh bệnh viện bẩn, tức là giám đốc bệnh viện bẩn và trưởng khoa bẩn. Thế nhưng tại Thái Bình hiện nay, tình trạng nhà vệ sinh bệnh viện gây ám ảnh đối với người dân vẫn còn tồn tại. Nhà vệ sinh bốc mùi nồng nặc, xuống cấp, cửa hỏng, nền nhà thì đọng nước có bẩn, thiếu giấy vệ sinh. Đó là thực trạng tại không ít bệnh viện hiện nay. Chúng tôi thấy các cái công trình vệ sinh của nhà vệ sinh của các cái bệnh viện ấy, thực sự ra mà nói là chưa đảm bảo. Là nhiều khi là chưa có cái hệ thống nước để rửa tay, rồi thì giấy vệ sinh là còn vất ra, chưa bừa bãi và thấy mùi. Nhiều cái mùi nó không đảm bảo vệ sinh môi trường. Qua cái việc đi khám bệnh cũng như là thăm người nhà thì chúng tôi thấy là hầu như là các cái bệnh viện là cái nhà vệ sinh là bẩn, hay là nó chưa được thường xuyên kiểm tra giám sát và có cái nhắc nhở cũng như là có cái tiêu chí để cho người bệnh và người dân đến bệnh viện nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình đối với vệ sinh cộng đồng. Việc các bệnh viện để nhà vệ sinh bẩn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường, trong đó nguy cơ nặng nhất là người bệnh, người nhà bệnh nhân, thậm chí cả y bác sĩ đều có thể lây nhiễm bệnh. Bệnh nhân bây giờ phải đi nằm bệnh viện để mong cho sức khỏe tăng lên, nhưng mà nằm ở bệnh viện lại tiếp xúc với cái môi trường ấy thì bệnh nhân có thể càng ngày càng tăng bệnh chứ không phải là khỏi bệnh. Rất khó để duy trì một nhà vệ sinh sạch sẽ, không mùi nếu như không có sự quan tâm từ phía các bệnh viện và đặc biệt là cả sự nâng cao ý thức của mỗi người dân trong giữ gìn vệ sinh chung. Làng Ba Sạch hay mô hình làng nông thôn kiểu mẫu được Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát động tới các chi hội cơ sở đã và đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả là một trong những việc làm thiết thực của Hội Phụ Nữ xã Phật Tích, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh. Phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này. Chính thức phát động từ năm 2017, cuộc vận động 503 sạch được các cấp Hội Phụ Nữ xã Phật Tích triển khai tới toàn thể chi tổ hội, các gia đình trên địa bàn toàn xã, trong đó thôn Phật Tích được lựa chọn xây dựng mô hình làng ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng, tiến tới xây dựng làng nông thôn kiểu mẫu. Quá trình thực hiện hiện mô hình đã được triển khai sâu rộng tới 100% các hộ gia đình trong thôn gắn với mô hình phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Nhờ đó, qua 2 năm triển khai, mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương. Ngoài cuộc vận động 503 sạch, cụ thể hóa xây dựng mô hình làng ba sạch tại các địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phật Tích còn triển khai phát động nhiều phong trào, hoạt động câu lạc bộ ý nghĩa như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con thứ ba. Các phong trào có tính hiệu ứng cao và thu hút đông đảo trẻ em phụ nữ tham gia, qua đó góp phần xây dựng phát triển tổ chức hội vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Âm thầm làm việc, không kể thời gian thời tiết, những cán bộ nhân viên Đài khí tượng Thủy văn luôn mong muốn làm sao có được những thông tin chính xác nhất phục vụ cho thời tiết Thủy văn nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình. Đều đặn mỗi ngày, bất kể thời tiết nắng, mưa, gió, bão, vào những khung giờ nhất định, quan trắc viên của trạm khí tượng này lại ra vườn khí tượng đo nắng, đo mưa, đo mây, đo gió, theo định kỳ và truyền số liệu đảm bảo thời gian quy định bằng mọi giá để phục vụ cho dự báo thời tiết. Không phải làm việc trong một không gian hẹp như các quan trắc viên khí tượng, những người làm thủy văn như anh Trần Văn Đạt lại hàng ngày được hòa mình vào sông nước mênh mông. Nhưng công việc của họ cũng rất âm thầm, lặng lẽ và chứa đựng nhiều nguy hiểm. Mặc thời tiết như thế nào, ngày hay đêm, cứ đúng khung giờ là họ phải xuống sông đo, đọc mực nước, nhiệt độ, hướng dòng chảy để cung cấp thông tin phục vụ dự báo thủy văn. Khó khăn nhất là khi mà mùa mưa bão, mùa lũ thì công việc cũng rất là vất vả. Nhất là làm công việc làm về đêm, rạng sáng gây nguy hiểm người đi làm việc. Những con số mà mình đưa ra ấy, thì giúp rất nhiều cho việc dự báo phòng chống thiên tai, làm cho mình cảm thấy vui, yêu nghề hơn. Đài khí tượng Thủy văn Ninh Bình có 31 cán bộ công nhân viên, họ đều là những người gắn bó lâu năm với nghề. Lâu nhất là giám đốc đài với thâm niên công tác 38 năm. Để có được một bản tin dự báo thời tiết thủy văn hàng ngày thì 5 đến 6 dự báo viên của đài phải làm việc khoảng 3 tiếng. Với bản tin phức tạp thì thời gian kéo dài hơn nữa. Khó khăn vất vả của những người làm nghề thì ít được biết đến, nhưng thông tin dự báo thời tiết thủy văn thì ai cũng biết, nhất là thông tin chưa chuẩn xác. Hiện nay phương tiện làm việc của ngành đã được đầu tư hiện đại, nhưng thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp. Vì vậy, để có thông tin dự báo chính xác thì khả năng phán đoán, phân tích của từng quan trắc viên, dự báo viên vẫn là yếu tố quyết định. Khó khăn nhất của ngành khí tượng thủy văn chính là cái áp lực. Áp lực trong công việc ở đây tức là ra một cái bản tin dự báo khi mà gặp những cái tổ hợp thời tiết đặc biệt khó khăn, những cái thiên tai đặc biệt khó khăn như bão, khi bão trước, khi bão lũ rất là áp lực. Trước đây thì kinh nghiệm cũng là quý, nhưng mà hiện nay kinh nghiệm cần phải có phối hợp với những cái kiến thức thực tế nữa để đảm bảo được cái bản tin ở cái độ chính xác. Trước nhất là cái nỗ lực học tập của quan trắc viên, dự báo viên. Thứ hai nữa là có cái định hướng chỉ đạo để cập nhật kiến thức của chuyên ngành của Đài của Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các cái bộ phận chuyên ngành của Tổng cục. Dù còn khó khăn vất vả, nhưng những cán bộ công nhân viên nơi đây luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vì mỗi thông tin, bản tin dự báo khí tượng thủy văn đưa ra hàng ngày, thậm chí là hàng giờ, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước. Theo lộ trình của tỉnh Hải Dương, còn nhiều xe ba bánh bốn bánh tự chế phải hoàn thành từ cuối năm 2018. Nhưng đến nay, các loại xe này vẫn hoạt động trên nhiều tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Ước tính toàn tỉnh còn gần 1.900 phương tiện xe 3 bánh 4 bánh tự chế chuyên chở học sinh và nông sản vật liệu xây dựng. Việc xử lý xe tự chế không được thực hiện đúng lộ trình đề ra, lượng xe bị phát hiện xử lý tịch thu còn quá ít. Nhiều xe hoạt động công khai không chỉ ở đường thôn xóm, đường xã, đường huyện mà còn hoạt động cả trên đường tỉnh và quốc lộ. Tất cả các loại phương tiện này đều không được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Không chỉ có xe tự chế 3 bánh 4 bánh, toàn tỉnh còn xuất hiện nhiều xe máy kéo theo xe khác. Các xe này được lắp thêm móc sắt ở phía sau kéo theo thùng xe 3 bánh hoặc kéo xe cải tiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.